nay Thái xin giới thiệu qua về sản phẩm ô tô Đông Ben của công ty ô tô cổ phần ô tô Đông Bản Việt Nam. Các bạn chú ý lắng nghe và xem qua tính năng an toàn của xe. Dạ vâng, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.